Một căn liền kề đẹp nhất tại Vinhome Ocean Park trị giá 38 tỷ thì có thiết kế như thế nào? Hãy đi theo tôi nhé. Tại sao đây lại là một trong những căn liền kề đẹp nhất tại Vinhome Ocean Park? Đó là bởi vì căn liền kề này nằm tại phân khu khép kín Ngọc Trai với số lượng hữu hạn. Cả dự án chỉ có 6 căn liền kề như thế này, có view sông và view công viên cây xanh cực kỳ thoáng và xanh mát. Ngoài sông và công viên cây xanh phía trước nhà thì dãy liền kề này còn nằm kế cận với hai công viên cây xanh và tiện ích nội khu với rất nhiều tiện ích như là bể bơi 4 mùa trong nhà, sân thể thao, sân chơi trẻ em và khu vườn nướng BBQ. Về kết cấu xây dựng thì đây cũng là loại hình liền kề có diện tích lớn nhất tại dự án với mặt tiền lên tới 7,5m, diện tích đất 135m², xây dựng 3 tầng và 1 tùm và đặc biệt là có diện tích xây dựng lên tới hơn 100m². Không có loại hình liền kề nào tại dự án có diện tích xây dựng lớn bằng loại này. Thậm chí cả những căn song lập có diện tích đất 150m² cũng chỉ có diện tích xây dựng khoảng 77m², hay là cả một số căn đơn lập có diện tích đất 224m² cũng chỉ có diện tích xây dựng khoảng hơn 80m² thôi ạ. Vị trí thì nằm cạnh một căn đơn lập góc nên mặt bên này khá là thoáng. Sân trước nhà thì sâu khoảng 2m, có thiết kế mái che, tiểu cảnh và một bể cá koi. Sân trước nhà thì có thể để xe máy, xe đạp thoải mái. Còn ô tô thì ở đây cư dân đều để ngoài đường các bác ạ. Không gian nội thất thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Và theo chia sẻ của gia chủ thì chi phí hoàn thiện nội ngoại thất căn này khoảng 10 tỷ, bao gồm cả các thiết bị nha các bác. Các không gian chức năng tại tầng 1 thì được thiết kế mở, liên thông giữa phòng khách, bàn ăn và bếp. Điểm nhấn chính là bộ sofa rất lớn với hai chiếc sofa văng bọc da màu xanh navy và một ghế sofa đơn bọc da màu đen. Và đặc biệt là có cả cổng sạc USB và nút điều khiển nâng hạ đệm chân, cực kỳ là xịn sò các bác ạ. Khu vực này thì được bố trí một bàn trà nhỏ, có thể ngồi thưởng trà và ngắm cá koi ở đây. Với phong cách tân cổ điển thì trần nhà cũng được hoàn thiện khá sang trọng với các khu vực giật cấp hình ô cờ, phao chỉ và hoa văn trang trí cũng khá tinh tế. Điều hòa thì toàn bộ là âm trần các bác nhé. Hệ thống chiếu sáng thì bao gồm đèn chùm pha lê phòng khách, đèn quạt trần khu vực bàn ăn, hệ thống đèn downlight âm trần, đèn hắt trần và đèn tường đều có tông màu vàng ấm cúng. Bàn ăn cũng khá rộng, đủ chỗ cho 8 người với ghế bọc nhung màu xám. Khu vực tủ bếp thì có tông màu trắng với đầy đủ các thiết bị cao cấp và bàn đảo mặt đá khá lớn. Đặc biệt là bếp từ và hút mùi thì được bố trí ngay trên mặt bàn đảo. Nhà vệ sinh tầng 1 thì cũng được bố trí ở một vị trí khá kín đáo ngay cạnh khu bếp. Sân sau nhà cũng khá rộng, gia chủ có bố trí thêm một khu vực bếp ướt và có cả mái che kính cường lực tối màu. Và tất nhiên là có một thang máy lên tận tầng tùm, nhưng mà tôi sẽ sử dụng thang bộ để đi lên tầng 2. Mặt bậc thang đều bằng gỗ tự nhiên xịn các bác nhé. Tầng 2 thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng đa năng và 2 nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ thứ nhất, đầy đủ giường, đệm, tủ quần áo và bàn trang điểm. Nhà vệ sinh chung của tầng 2 thì cũng đầy đủ các thiết bị vệ sinh cao cấp. Phòng ngủ thứ hai thì cũng có phong cách thiết kế tương tự nhưng rộng hơn với khu vực tủ quần áo và thay đồ. Nhà vệ sinh riêng và một ban công view sông cực đẹp. Phòng đa năng thì hiện tại được gia chủ thiết kế thành phòng tập gym với 3 máy tập. Toàn bộ tầng 3 là phòng ngủ master cực kỳ rộng, được thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Riêng cái phòng thay đồ này đã rộng bằng cả cái phòng ngủ nhà tôi các bác ạ. Các đồ nội thất đều cao cấp xịn sò hết nha các bác. Phòng ngủ master thì có một ban công cũng siêu rộng, máy kính và có view toàn cảnh panorama ra sông và công viên. Chưa hết nha các bác, đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ master cũng rất lớn với 2 lavabo, 1 phòng xông hơi, 1 khu vực tắm đứng và 1 bể sục jacuzzi. Tất nhiên là không thể thiếu bồn cầu liền khối xịn sò, có xịn nước và hình như là còn có cả sấy khô nữa các bác ạ. Ngoài ra thì còn có cả một điều hòa riêng cho nhà vệ sinh này nữa nhé. Tầng tùm cũng khá rộng, có thể thiết kế thêm phòng thờ, có 2 phòng nhỏ có thể làm kho và phòng ngủ cho người giúp việc. Và cuối cùng là không gian để máy giặt và phơi đồ. Các bác thấy căn liền kề này có xứng đáng 38 tỷ không ạ? Thực ra thì để đánh giá đúng giá trị của một bất động sản thì ngoài giá trị đất, xây dựng, nội ngoại thất thì còn phải tính đến các giá trị về hạ tầng, cảnh quan khu đô thị, các tiện ích dịch vụ quản lý, an ninh và cả giá trị thương hiệu giúp nâng tầm đẳng cấp của gia chủ nữa nhé các bác. Bác nào mà thích thì qua xem trực tiếp nhé.